Kính chào quý vị khán giả của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu, rất vui được đồng hành cùng quý vị trong chương trình khởi động ngày mới, điểm hẹn sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Chương trình khởi động ngày mới ngày hôm nay có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Hua Nào huyện Than Uyên tăng cường các giải pháp thúc đẩy phong trào khởi nghiệp. Phát huy những lợi thế sẵn có, huyện Tam Đường đã và đang chú trọng bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc gắn với phát triển du lịch để thu hút du khách trong và ngoài nước. Vừa rồi là một số thông tin chính có trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, Thành ủy Lai Châu vừa tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Lai Châu lần thứ tư, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong nửa nhiệm kỳ qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song dưới sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh trong triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Lai Châu lần thứ tư, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Lai Châu đã đạt được nhiều kết quả quan trọng toàn diện trên mọi mặt. Cụ thể, đã đạt và vượt 14 trên 28 chỉ tiêu thành phần trong nghị quyết. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên. Chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt, công tác quân sự, quốc phòng, an ninh được tăng cường. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Trong công tác xây dựng đảng, năng lực lãnh đạo của các cấp ủy có nhiều chuyển biến tích cực, đáp ứng khả năng giải quyết những khó khăn vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ. Chất lượng đánh giá, phân tích, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên hàng năm được nâng lên, đội ngũ đảng viên phát triển về số lượng và chất lượng. Trong nửa nhiệm kỳ đã kết nạp mới 146 đảng viên, đạt 73% chỉ tiêu nghị quyết. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản về việc chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm và tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ vướng mắc khó khăn cho người dân, doanh nghiệp. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, các cơ quan, ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương nghiêm túc thực hiện đồng bộ, hiệu quả một số nhiệm vụ như tiếp tục đẩy mạnh triển khai đồng bộ, hiệu quả các nội dung cải cách hành chính theo các văn bản chỉ đạo trước đó. Khẩn trương rà soát, phân tích, đánh giá, xác định rõ điểm mạnh, điểm yếu, nguyên nhân và trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao, để kịp thời có những giải pháp xây dựng kế hoạch khắc phục tồn tại hạn chế tại cơ quan đơn vị, tiếp tục phát huy vai trò nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan đơn vị địa phương trong lãnh đạo chỉ đạo triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính. Khẩn trương thực hiện rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền, cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục, bao gồm cả thủ tục hành chính nội bộ và phân cấp ủy quyền trong giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân, đảm bảo khả thi, hiệu quả, tạo thuận lợi trong quá trình tổ chức thực hiện và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính, chủ động thực hiện các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính gắn với việc triển khai đề án 06 và chương trình chuyển đổi số quốc gia, tăng cường công tác truyền thông để nâng cao nhận thức, tạo đồng thuận trong việc triển khai, tập trung đẩy mạnh việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục hành chính, phối hợp với các bộ ngành, quản lý, chuyên ngành, văn phòng, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thực hiện việc rà soát, tái cấu trúc quy trình đề xuất tích hợp để cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của các cơ quan đơn vị, đáp ứng yêu cầu trên cổng dịch vụ công quốc gia. Tiếp tục rà soát số lượng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, có yêu cầu nghĩa vụ tài chính để đẩy nhanh việc tích hợp cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên cổng dịch vụ công quốc gia tối thiểu là 50%. Tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia trên tổng số giao dịch thanh toán của dịch vụ công 30%. Tỷ lệ thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được thanh toán trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia 60%. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, với tinh thần năng động, xung kích, sáng tạo, đoàn viên thanh niên xã Hua Nào, huyện Than Uyên luôn tích cực vào các hoạt động phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là việc xây dựng các mô hình kinh tế mới, giúp nhiều đoàn viên thanh niên vươn lên làm giàu chính đáng. Giống như nhiều đoàn viên thanh niên khác, anh Nùng Văn Nên tại bản Hua Nà, xã Hua Nà, với lợi thế sẵn có, anh đã mạnh dạn đầu tư mô hình trồng ổi Đài Loan. Giờ đây, qua thời gian vừa làm vừa học, diện tích ổi của gia đình anh đã cho thu nhập trên 200 triệu đồng mỗi năm. Đặc biệt, sản phẩm ổi của gia đình anh đã được công nhận sản phẩm OCOP, qua đó giúp anh thêm yên tâm về đầu ra của sản phẩm.
Thì hiện nay thì gia đình tôi thì tập trung phát triển kinh tế là chủ yếu là phần trồng cái ổi, chủ yếu là trồng tập trung và phát triển là từ cây ổi. Thì trong những năm qua thì về cái mô hình trồng ổi của gia đình tôi thì là mang lại cái hiệu quả kinh tế là cho gia đình là rất tốt. Hiện nay thì gia đình tôi thì cho thu hoạch mỗi năm là trên 200 triệu. Trong thời gian tới thì gia đình tôi tiếp tục cũng mở rộng thêm cái diện tích, tại vì cái sản phẩm ổi của chúng tôi thì đã đạt sản phẩm OCOP của tỉnh từ năm 2020, và hướng tới là gia đình tôi cũng như các hộ bà con trong thôn bản cũng tiếp tục là mở rộng thêm cái diện tích trồng ổi. Cùng với mô hình trồng ổi kể trên, thời gian qua đoàn xã Hua Na đã chú trọng trong công tác xây dựng phát triển đoàn viên. Thời điểm hiện tại toàn xã có 8 chi đoàn với hơn 205 đoàn viên. Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền đã giúp cho đoàn viên thanh niên tham gia có hiệu quả, trách nhiệm các chương trình xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội. Cùng với đó, đoàn xã đã tăng cường các giải pháp thúc đẩy phong trào khởi nghiệp. Qua đó, ban chấp hành đoàn xã đã duy trì hoạt động và mở rộng quy mô hợp tác xã Hua Na với 8 đoàn viên. Hỗ trợ đoàn viên làm chủ thể sản phẩm OCOP 3 sao, ổi Hua Na, mở rộng quy mô sản xuất. Ngoài ra còn giúp cho đoàn viên tiếp cận nguồn vốn ưu đãi của phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện. Tới thời điểm hiện tại, tổng dư nợ đạt hơn 6,5 tỷ đồng, đồng thời tạo điều kiện để đoàn viên sử dụng hiệu quả nguồn vốn có lãi suất ưu đãi khởi nghiệp. Đoàn xã phối hợp cùng với các cơ quan chuyên môn tổ chức nhiều lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất và các lớp dạy nghề ngắn hạn. Trong thời gian vừa qua thì việc đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp thì được ban chấp hành đoàn xã rất là chú trọng và triển khai tới đoàn thể, đoàn viên, thanh niên và nhân dân. Từ đó thì giúp đoàn viên và thanh niên thì có cơ hội học tập và vươn lên làm giàu chính đáng. Hiện nay thì có rất nhiều mô hình trên địa bàn xã cơ bản là rất nổi bật và đem lại hiệu quả kinh tế cao, ví dụ như mô hình vườn ổi tự hái của đồng chí Nùng Văn Nên, mô hình nho, mô hình hiêu nuôi hiêu lấy nhung. Và thời gian tới thì đoàn xã sẽ tiếp tục triển khai tới đoàn thể, đoàn viên nhân dân để mở rộng diện tích cũng như là mở rộng thêm các mô hình để từ đó giúp đoàn viên và thanh niên. Với những hoạt động giúp nhau phát triển kinh tế, tuổi trẻ xã Hua Na đã và đang phát huy năng lực trí tuệ để vươn lên trong cuộc sống, góp sức tạo sự chuyển biến, làm thay đổi diện mạo nông thôn, góp phần hiệu quả trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, mỗi năm thu lãi trên 700 triệu đồng từ mô hình nuôi cá lăng trên lòng hồ thủy điện Bản Chát. Đó là kết quả dự án khởi nghiệp của anh Phạm Đức Tình ở khu 32 thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên. Đây là dự án điển hình trong việc cải tiến kỹ thuật chăn nuôi cá lăng được nhiều thanh niên khác trong tỉnh đến học tập và làm theo. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự. Mời quý vị cùng theo dõi. Năm 2018, sau khi đi tham quan các mô hình nuôi cá lồng trong lòng hồ thủy điện ở hồ Thác Bà, Yên Bái về nuôi cá lăng, cá tầm, chấm đen, chấm cỏ, đồng thời đi tham quan và học hỏi kinh nghiệm tìm hiểu thị trường đầu ra cho sản phẩm cá lồng nuôi trên sông của các tỉnh Hải Dương, Hải Phòng, Bắc Ninh. Nhận thấy khu vực lòng hồ thủy điện Bản Chát tại xã Tả Mít có lợi thế về nguồn nước sạch, diện tích bề mặt rộng, mực nước sâu từ 30 đến 90 mét là điều kiện thuận lợi để phát triển nghề nuôi cá lồng. Anh Phạm Đức Tình đã bàn với gia đình quyết định đầu tư dự án nuôi cá lồng tại đây. Tôi cũng được đi tham quan và học hỏi các cái mô hình nuôi cá ở các cái tỉnh bạn, thì biết được là cái con cá lăng này nó giá trị kinh tế rất là cao. Mà lợi thế nguồn nước ở trên sông Đậm Mu chỗ tôi đang nuôi thì là nước nó rất là sạch và gọi là đầu nguồn. Thì nuôi con cá lăng này rất là nhanh lớn. Hiện tại thì tôi đã chăn nuôi được 4 năm. Thì tôi thấy là con cá lăng này hiệu quả kinh tế rất cao và có thể nhân rộng được cho bà con ở quanh huyện. Bắt đầu nuôi cá lồng từ năm 2019, sau 4 năm triển khai, mô hình nuôi cá lăng trên lòng hồ thủy điện của anh Tình đã phát triển rất tốt. Hiện nay gia đình anh có 54 lồng cá, diện tích là 3.888 m², mỗi lồng là 72 m². Vốn đầu tư là 1,2 tỷ đồng với 4 vạn cá lăng giống. Để cá lớn nhanh và sản lượng đảm bảo, anh đã tập trung cải tiến lồng cá với việc mở rộng kích thước lồng, mua lưới mắt rộng hơn so với lưới trước đây. Với sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, sự ham học hỏi và chăm chỉ, năm 2022, sản lượng cá bán ra thị trường đạt 15 tấn, doanh thu trên 1,8 tỷ đồng, trừ chi phí lãi trên 900 triệu đồng. Hiện tại thì chỗ cơ sở chăn nuôi của tôi thì đang có liên kết với bên hợp tác xã Quỳnh Nhai, hợp tác xã Hồ Quỳnh ở bên Sơn La. Thì để liên kết tiêu thụ sản phẩm cho tất cả những cái ai mà có cá thịt,
rồi cung cấp con giống cho bà con để chăn nuôi tại địa phương, đầu ra. Hiện tại thì quy mô của tôi thì tôi chưa có nhu cầu mở rộng. Tôi hiện tại tập trung để nâng cao cái chất lượng sản phẩm, rồi làm sao cho chất lượng thịt của con cá lăng này nó đạt chuẩn để xuất ra thị trường. Với quy mô nuôi cá như hiện nay, anh Tình được đánh giá là một trong những thanh niên khởi nghiệp thành công từ mô hình nuôi cá lăng trên lòng hồ thủy điện. Đây là mô hình dự án có quy mô lớn được nhiều thanh niên khác trên địa bàn của tỉnh đến học tập và làm theo để phát triển kinh tế gia đình. Em cũng học hết lớp 12, thì em không có nhu cầu đi học đại học. Nên em nhờ đến mối quan biết thì em biết đến anh Tình chạy cá ở đây. Thì em cũng làm cho anh Tình, với lương thì cũng ổn định mà công việc nhẹ nhàng, không có gì khó khăn. Thì em với mong muốn là làm cho anh Tình xong rồi sau này có ý định là mở trang trại riêng cho riêng mình để phát triển cho quê hương. Hiện nay Lai Châu đang thực hiện thí điểm việc chi trả chế độ chính sách an sinh xã hội qua tài khoản ngân hàng trên địa bàn thành phố Lai Châu và 7 xã của huyện Than Uyên gồm Mường Than, Phúc Than, Hua Nà, Mường Cang, Mường Kim và thị trấn Than Uyên. Theo đó, tổ chức chi trả chính sách cho gần 2.000 người. Tính đến nay, toàn tỉnh có hơn 16.300 đối tượng đang hưởng chế độ chính sách an sinh xã hội, trong đó có hơn 2.200 người đã có tài khoản ngân hàng. Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố tổ chức hướng dẫn hỗ trợ người dân sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, thường xuyên rà soát cập nhật đối tượng bảo trợ xã hội, đảm bảo công khai minh bạch trong quản lý và chi trả chính sách an sinh xã hội. Trong thời gian qua, công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên được các cấp hội nông dân huyện Tam Đường đặc biệt quan tâm, thực hiện thường xuyên. Trong nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp hội nông dân huyện Tam Đường đã vận động và kết nạp được 826 hội viên, đạt 100% so với nghị quyết đại hội, nâng tổng số hội viên trong toàn huyện lên 9.563 hội viên. Chất lượng hội viên được nâng lên, đa số hội viên tích cực tham gia sinh hoạt, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do địa phương và tổ chức hội phát động. Vụ mùa năm nay, huyện Than Uyên thực hiện gieo cấy trên 2.770 ha, cơ cấu giống bao gồm 30% giống lúa lai, 50% các loại giống lúa thuần, còn lại là giống lúa địa phương. Năm nay, do ảnh hưởng của tình hình thời tiết khô hạn, nên diện tích lúa mùa của huyện gieo cấy muộn hơn so với mọi năm gần một tháng. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo quyết liệt từ chính quyền địa phương và sự chủ động của người dân, cho đến thời điểm này, huyện Than Uyên đã cơ bản gieo cấy xong toàn bộ diện tích lúa mùa, trong đó diện tích lúa trà sớm và trà chính vụ đang bước vào thời kỳ đẻ nhánh. Để đảm bảo lúa sinh trưởng và phát triển, các cơ quan chuyên môn của huyện cũng đang tích cực hướng dẫn bà con chăm sóc lúa, phòng chứa sâu bệnh, nhất là ốc bươu vàng, để lúa sinh trưởng và phát triển tốt. Thưa quý vị và các bạn, là huyện cửa ngõ của tỉnh với 12 thành phần dân tộc, trong đó dân tộc thiểu số chiếm hơn 80%. Tam Đường được thiên nhiên ban tặng nhiều tiềm năng lợi thế để phát triển du lịch, tạo đà cho ngành công nghiệp không khói, đó là khí hậu trong lành, nhiều cảnh sắc tuyệt đẹp của đỉnh đèo Hoàng Liên Sơn, thác Tác Tình, cầu kính Dọc Mây, cùng nhiều điểm tham quan văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc như là Bản Thẩm, Sì Thâu Chải, Lao Chải 1. Phát huy những lợi thế sẵn có, huyện Tam Đường đã và đang chú trọng bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc gắn với phát triển du lịch để thu hút du khách trong và ngoài nước. Bản du lịch cộng đồng Lao Chải 1 tọa lạc trên đỉnh núi Khun Há với độ cao 2.000 m so với mực nước biển, 100% hộ dân là người dân tộc Mông. Đến mảnh đất này, du khách ấn tượng với bản làng khang trang sạch đẹp cùng nhiều chậu hoa địa lan, hoa hồng cổ được trồng dọc hai bên đường, tạo nên không khí trong lành. Đặc biệt, bà con nơi đây luôn gìn giữ những nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mông, trở thành điểm du lịch hấp dẫn cho du khách trong và ngoài tỉnh. Phát triển du lịch cộng đồng, làm thế nào để bà con ngày càng có cái cuộc sống để phát triển hơn, để thay đổi được cái cuộc sống của bà con. Thì từ đấy thì mới triển khai với bà con. Triển khai thì bà con rất là đồng tình mà ủng hộ, mà rất là có ý thức mà khi chúng tôi làm thì chỉnh trang nhà cửa, các cổng chào đều trang trí bằng các hạt rẻ, rồi là cây cối, rồi là có cả số nhà để tên chủ nhà để phục vụ cho khách, mà cũng là một cái điều mà muốn để khách
thích vào nhà mình đông hơn. Bà con luôn luôn để giữ gìn cái bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc mình, rồi là duy trì các trò chơi dân gian. Khai thác thế mạnh đặc trưng của địa hình, từ năm 2019, tỉnh đã tổ chức thường niên giải dù lượn đường trường Putaleng mở rộng tại Xì Thâu Chải, thu hút đông phi công trong nước và quốc tế. Từ ngôi làng xinh đẹp Xì Thâu Chải, các phi công cất cánh băng qua ngọn thác Tác Tình thơ mộng, vượt lên trên đỉnh núi Putaleng hùng vĩ, chiêm ngưỡng mùa vàng hoang sơ. Tới Xì Thâu Chải, du khách không khỏi ấn tượng với khu bản đẹp mộng mơ, đường lát đá, trang phục đa sắc màu, nghề rèn truyền thống, những lễ hội đặc sắc của đồng bào Dao và thưởng thức ẩm thực vùng cao ngay trong không gian văn hóa cộng đồng dưới những ngôi nhà gỗ hàng trăm tuổi. May trang phục dân tộc Dao thì chúng tôi sẽ giữ gìn về bản sắc dân tộc Dao, với lại muốn quảng bá thêm cho khách du lịch biết đến nhiều hơn về bản sắc của tôi ạ. Đây là lần đầu tiên mình lên đây, thì cảm nhận đầu tiên của mình là không khí rất là trong lành, con người mọi người ở bản rất là thân thiện, đồ ăn thì tươi ngon, với lại các cái homestay này nó rất là sạch sẽ và mọi người tiếp đón rất là nhiệt tình, chu đáo. Chắc chắn sẽ có một lần đưa cả nhà đi lên đây và nghỉ dưỡng ở đây. Phát triển du lịch gắn với bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc. Tam Đường hướng tới mục tiêu đến năm 2025, tổng lượt khách du lịch đến huyện đạt 600.000 lượt, doanh thu từ dịch vụ đạt 230 tỷ đồng, tăng trung bình 15% một năm. Trong đó, huyện quan tâm đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, cải tạo cảnh quan môi trường, phát huy các giá trị văn hóa lịch sử, khôi phục bảo tồn các nghề truyền thống, đa dạng hóa sản phẩm du lịch. Cái thứ nhất là cái làm để bảo tồn đấy. Cái đầu tiên là đưa vào cái ngày hội văn hóa tuần văn hóa du lịch. Cái thứ hai là các chương trình mục tiêu quốc gia, các nghị quyết như những cái năm 9 chẳng hạn, đây là bảo tồn thì chúng tôi đưa vào là đưa cho đầu tiên bước đầu là những cái ngày lần đầu tiên thì phòng hóa sẽ chủ trì tham mưu cùng làm, và cái những lần sau kế tiếp ấy, thì tổ chức ấy, thì giao cho xã thì cùng với bản thực hiện. Việc gìn giữ văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc gắn với du lịch ở Tam Đường đã tạo nên những chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, đồng thời thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại cơ sở. Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm Piano Lai Châu vừa tổ chức Festival Piano Lai Châu lần thứ nhất với sự tranh tài của gần 50 thí sinh, được chia làm 5 bảng A, B, C, D, E theo từng độ tuổi. Festival Piano Lai Châu lần thứ nhất được tổ chức với quy mô quy tụ thí sinh chất lượng, các phần thi thể hiện nhiều tác phẩm nổi tiếng trong nước và nước ngoài. Festival lần này quy tụ thí sinh với nhiều độ tuổi khác nhau, thí sinh nhỏ tuổi nhất sinh năm 2016, thí sinh lớn tuổi nhất sinh năm 2007. Giám khảo liên hoan là những nghệ sĩ tên tuổi như tiến sĩ, nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngoan, nguyên giám đốc nhà hát chèo Việt Nam, nghệ nhân ưu tú Kim Loan và một số nhạc sĩ, học viên có chuyên môn tốt về âm nhạc. Đây là dịp để các học viên tại trung tâm được cọ sát, thể hiện khả năng của mình, giúp các em tự tin hơn trong cuộc sống. Bộ môn piano giúp các em phát triển toàn diện về thể mỹ, bồi đắp vẻ đẹp tâm hồn. Kết thúc Festival Piano không chuyên lần thứ nhất, ban giám khảo đã lựa chọn ra các tiết mục xuất sắc để công diễn, đánh giá tổng kết và trao giải. Sau khi diễn ra Festival Piano Lai Châu, trung tâm sẽ lựa chọn và thống nhất với phụ huynh tạo điều kiện cho con em tham gia cuộc thi piano quốc tế mang tên Grand Legend International Piano 2023 sẽ được tổ chức vào giữa tháng 8 tới đây. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình khởi động ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.